Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: lời này chói tai quá, ai nghe được? Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: điều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Nhưng lời ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Và người nói: bởi đó ta bảo các con rằng, không ai có thể đến với ta nếu không được cha ta ban cho. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng: cả các con cũng muốn bỏ đi sao? Simon Phêrô thưa người: lại thầy, bỏ thầy chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay là phần cuối bài giảng về bánh hằng sống của Chúa Giêsu. Phần này nói đến phản ứng của các cử tọa khi nghe bài giảng này. Dĩ nhiên là chúng ta có thể phân tích được là có hai loại phản ứng. Phản ứng thứ nhất là của các môn đệ, những người theo Chúa nhưng không phải là người Chúa chọn để ban quyền phép như nhóm 12. Phản ứng thứ hai là phản ứng của nhóm 12 tông đồ, mà đại diện là Thánh Phêrô: bỏ thầy còn biết theo ai? Vì thầy có lời ban sự sống. Thưa anh chị em, theo Chúa Giêsu là đi đến những cái lựa chọn thật là khó khăn. Chúng ta đọc lại kỹ ở trong Phúc Âm thì những người đương thời của Chúa Giêsu đã kinh nghiệm cái việc nghe lời của Chúa và theo Chúa. Những người đương thời của Chúa Giêsu, những người nghe Chúa và theo Chúa, mỗi ngày họ nghe tiếng Chúa nói, Chúa giảng dạy. Và mỗi ngày đi nữa họ chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm. Nhưng dù vậy, đức tin vào Chúa cũng đòi hỏi họ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ở trong tin mừng nói về bánh hằng sống thì những người đương thời của Chúa, những người nghe Chúa vấp ngã. Vấp ngã không phải vì việc làm của Chúa, nhưng họ vấp ngã vì lời nói
của Chúa, lời khẳng định của Chúa. Việc Chúa Giêsu chữa bệnh quá rõ ràng, không ai phủ nhận. Nhưng mà giáo huấn của Chúa đã gợi lên những phản ứng đôi khi rất là mạnh mẽ. Người đồng hương của Chúa Giêsu làng Nazareth cũng công nhận Chúa Giêsu là một vị thầy phi thường. Họ nói với nhau: chưa bao giờ có một người nào giảng dạy như cái anh Giêsu này. Và thậm chí người đồng hương của Chúa Giêsu còn coi Chúa Giêsu như là một vị tiên tri đích thực. Nhưng mà một số phát biểu của Chúa Giêsu đưa ra thì theo cái tầm nhìn của họ, theo sự hiểu biết của họ, thì họ không thể nào chấp nhận được. Họ xì xào bàn tán với nhau: làm thế nào cái ông Giêsu này có thể nói tội lỗi của bạn được tha thứ? Làm thế nào cái ông Giêsu này dám khẳng định ông và Chúa Cha là một? Và hôm nay cái lời bình luận của Chúa Giêsu trong hội đường Ca-pha-na-ôm, Chúa Giêsu thử thách họ, cái hành trình đức tin của họ. Khi Chúa Giêsu nói: chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ, vân vân, thì thật là khó nghe vô cùng, rất là khó nghe và khó chấp nhận. Trong hội đường Do Thái thời của Chúa Giêsu nó cũng có các phong tục, cũng các bài giảng, bài giáo huấn cũng có những quy luật của nó. Ở trong hội đường thường thì người ta dọn ra những cái bài giảng theo luật truyền thống Do Thái, trích đoạn thánh kinh. Riêng Chúa Giêsu, phần của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu vào trong hội đường, Chúa Giêsu không nhắc gì đến thánh kinh. Nhưng mạnh bạo, gan dạ, tự giới thiệu mình là bánh hàng sống. Nhưng bánh hàng sống của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì? Người ta phân tích nó có hai cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Nghĩa thứ nhất, bánh hàng sống trước hết là những giáo huấn của Chúa Giêsu, sự mặc khải của Chúa Giêsu mang đến, và cái điều đó nuôi dưỡng đức tin cho các môn đệ, cho những người nghe. Cái nghĩa thứ hai, bánh hàng sống có một quyền lực lớn hơn nữa. Bánh đó chính là thịt và máu của Ngài. Và Chúa Giêsu đã khẳng định: và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi, để cho thế gian được sống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Lần này đối với người Do Thái thì thật là quá đáng. Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Và từ cái thời điểm đó, nhiều môn đệ của Chúa Giêsu rút lui, không còn đi theo Chúa Giêsu nữa. Riêng phần Chúa Giêsu, Chúa Giêsu vẫn giữ nguyên cái tiêu chuẩn để đi theo Ngài. Ngài không thay đổi, Ngài vẫn đưa ra những lời giảng huấn như thế. Và Ngài xoay qua các tông đồ, các 12 môn đệ thân tín, Ngài hỏi: cả anh em nữa, anh em có muốn bỏ đi hay không? Bằng một câu hỏi như thế, Chúa nhắc nhở nhóm 12 tông đồ cái sự nghiêm túc trong cái việc chọn lựa của mình để theo Chúa và bỏ Chúa. Thưa anh chị em, nếu Chúa Giêsu, câu hỏi của Chúa Giêsu đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay,
cả anh em nữa, anh em có muốn bỏ đi hay không? Câu hỏi này đến với chúng ta. Chúng ta đang ở đâu và chúng ta đang làm gì? Thật có nhiều cách để chúng ta trả lời, nhưng mà cũng có nhiều cách trong hoàn cảnh ngày hôm nay. Không phải hết tất cả mọi người cũng cách để rời bỏ, rút lui, không còn đi theo Chúa Giê-xu nữa. Nghĩa là những người này không hoàn toàn phản bội Chúa, sắp xếp để ở lại với Chúa. Nhưng mà thưa anh chị em, họ ở lại với Chúa, họ theo Chúa một cách nửa chừng. Cũng bắt tay với Chúa khi, theo Chúa khi có những niềm vui trong nghề nghiệp, trong những lúc nhàn rỗi. Nhưng mà có chuyện buồn thì từ giả Chúa, hoặc vẫn giữ một sự liên kết nào đó với Chúa, nhưng không cùng với Chúa để xây dựng nước Chúa. Và vô trách nhiệm vô cùng, những người này lại để cho những người khác, để họ, chứ không phải để cho tôi, để cho những người khác làm chứng về Chúa trong xã hội và trong gia đình. Hoặc là cũng sốt sắng giữ đạo Chúa, tham gia mạnh mẽ các phong trào, phong trào nào cũng có, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nào đó thôi, rồi lại rơi vào cái cạm bẫy, cám dỗ và bỏ Chúa. Những người này tính toán khôn khéo để thoát ra cảnh khó khăn khó xử trong cuộc sống thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa, đi đạo thật là chướng tai gai mắt, khó chịu. Một số nữa chọn những cái lời giảng của Chúa, những cái sứ điệp của Chúa, nhưng mà cắt nghĩa theo ý của mình. Lời giảng đó phải như thế này, thế này, theo ý của mình, chứ không còn theo ý của Chúa. Đấy cũng là một cách để mà từ giả Chúa. Và cuối cùng, khi đối mặt với những thử thách, những cái biến động làm rung chuyển trong giáo hội, một số người bị cám dỗ, siêu lòng và bỏ cuộc, và đặt ra một câu hỏi ở trong tư tưởng của mình: tại sao tôi phải đi theo Chúa để mà đối mặt với những thử thách này? Không theo Chúa sướng hơn hay không? Thưa anh chị em, đó là những cái trường hợp, và còn nhiều trường hợp nữa, để con người, trong đó có chúng ta, từ giả Chúa. Cả anh em nữa, anh em có muốn bỏ đi hay sao? Đối với câu hỏi này của Chúa, chắc chắn là không ai trong chúng ta có thể muốn trốn khỏi Chúa. Những khi chúng ta tham dự các bí tích, những khi chúng ta rước mình thánh Chúa, chúng ta không muốn bỏ Chúa. Chúa rất tôn trọng tự do mỗi người chúng ta và rất yêu thương chúng ta. Câu hỏi này, cả anh em nữa, anh em có muốn bỏ đi hay sao? Để mà khơi dậy cái lòng mến của chúng ta vào Chúa. Và chúng ta nên giữ trong ý tưởng của mình cái câu trả lời của Thánh Phêrô: thưa Thầy, bỏ Thầy, chúng con biết đến với ai, Thầy mới có những lời đem sự sống đời đời. Tình bạn nào có thể mang lại ý nghĩa cho cuộc sống,
vị thầy nào mà chúng ta có thể phục vụ, vị thầy nào mới có thể làm cho chúng ta vượt qua sự chết. Chỉ có Chúa Giêsu mới có tình bạn, chỉ có Chúa Giêsu mới đáng là một vị thầy, và chỉ có Chúa Giêsu mới có những lời ban sự sống đời đời. Chúng ta hãy đến với Chúa và đừng rút lui, từ bỏ Chúa mà đi. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta.